Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Jun. Bây giờ thì đang là 7 giờ 30 phút tối, tức là 19 giờ 30 phút của ngày Chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Và xin thưa các bác có một câu chuyện thế này. Các bác nhìn thấy trên màn hình thì đó chính là cái chữ Death Note, tức là sổ tay, chúng ta tạm dịch là sổ tay tử thần hay sổ tay của thần chết, vân vân. Đất nước Nhật Bản thì vốn nổi tiếng với rất nhiều những cái câu chuyện hay, đó chính là những câu chuyện ví dụ như chúng ta thấy là Tsubasa, Doraemon, vân vân. Nhưng mà có một câu chuyện ít người biết nhưng rất nổi tiếng, đó là cuốn Death Note tử thần. Câu chuyện này thì nói với học sinh cấp 3 tên là Raito. Thì cậu này đã vô tình nhặt được cái cuốn sổ tay của một vị thần chết. Và cũng có đặc trưng rằng là khi mà viết tên ai vào cái cuốn sổ này thì người đó sẽ bị chết, sẽ bị những cái chết rất bất ngờ, rất bất thình lình, những cơn đau tim đột ngột hay thế nào đó, là có những các bác thể thấy rằng là chết. Và ở Việt Nam thì không biết rằng là có những cuốn sổ như vậy hay không, nhưng mà một người em của tôi á thì cũng đã đưa ra một cái lời nhận xét thế này khi mà đọc một cái bài viết đó. Tôi xin phép được chia sẻ với các bác liên quan đến vụ SCB Vạn Thịnh Phát. Đây là tin nhắn của người em gửi cho tôi ấy, thì nói rằng là dẫn một cái đường link, đó là sổ tay ghi chép nhận tiền từ SCB theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát, và nó ghi lại hết đưa bao nhiêu cho ai, ai trong danh sách thì mất ngủ rồi đó. Và câu chuyện này là như thế nào thì tôi cùng các bác phân tích một chút như thế này. Dòng tiền của ngân hàng thì rất là khó giấu, chỉ có dòng tiền mặt thì thật sự rằng là rất dễ giấu. Thế tuy nhiên, bởi vì nó dễ giấu sẽ mất dấu vết, cho nên người ta hay ghi lại trong những cuốn sổ hoặc là những cái bảng tính để xem rằng là nếu như mà các bác có khoảng tầm vào ra đồng tiền khoảng vài chục triệu hoặc là vài trăm triệu một tháng thì nhiều khi là các bác nhớ được. Thế nhưng mà khi mà số tiền lên tới hàng tỷ đồng thì chắc chắn là các bác không thể nhớ được, và chúng ta sẽ phải dùng những ghi chép như thế này vào. Thế thì liên quan đến vụ án SCB Vạn Thịnh Phát, một cái vụ án có thể nói rằng là rất là khủng khiếp, thì tôi đã đọc kỹ cái link bài mà cậu em có gửi cho tôi đây, nhưng mà chưa chắc cậu em đã nhận xét là đúng đâu. Đó là sổ tay ghi chép nhận tiền từ SCB, như các bác nhìn thấy, của bà chủ Vạn Thịnh Phát. Thì ở đây bài gốc của nó là như thế này. Tức là cái sổ tay ghi chép nhận tiền của SCB theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát và được đưa lên báo Lao Động thì vào đúng ngày hôm nay Chủ nhật vào buổi chiều đó. Và ở đây này thì có nêu lại một cái điều này: mỗi khi cần tiền để phục vụ cho mục đích cá nhân thì tại phòng họp tầng 39 tòa nhà Times Square thì bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo ra lãnh đạo SCB thực hiện các thủ đoạn là giải ngân, sau đó thì lái xe Bùi Văn Dũng đến nhận giao tiền về trụ sở của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhà ở của bà chủ. Đây là bị can Trương Mỹ Lan, và ở đây thì chúng ta thấy rằng là được giải ngân thì các bác thể thấy này, đây việc rút tiền này, cụ thể để hợp thức hóa việc rút tiền cho các mục đích cá nhân, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, có điều kiện truy vết theo dòng tiền để phát hiện sai phạm, thì bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo rằng lãnh đạo SCB thì bao gồm là Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Toàn, Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh sử dụng các phương án vay vốn khống để tạo lập. Và khi được giải ngân thì tiền được chuyển vào các tài khoản của cá nhân pháp nhân ma để chuyển ra khỏi hệ thống SCB, hoặc là cho các cá nhân pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứt cái dòng tiền. Việc rút tiền mặt thì được chủ yếu thực hiện ở SCB chi nhánh Sài Gòn, và theo quy trình thì khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt thì bị can Trương Mỹ Lan là chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng thực hiện và lái xe Bùi Văn Dũng là đến nhận tiền. Và trong đó thì Nguyễn Phương Hồng, Trần Mỹ Dung thì liên hệ với Nguyễn Phương Anh để yêu cầu cung cấp pháp nhân cá nhân để nhận tiền rút tiền, đồng thời chỉ đạo là Trần Thanh Thảo là dịch vụ khách hàng của SCB chi nhánh Sài Gòn để phối hợp thực hiện. Và ở đây thì Thảo chỉ đạo các kiểm soát viên ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn rút tiền mặt khỏi quỹ để giao cho Bùi Văn Dũng. Sau khi Dũng vận chuyển tiền về nhà cho Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sergus 127 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Dũng vận chuyển về tập đoàn Vạn Thịnh Phát
chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Ở đây các bác thì thấy rằng là chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Và theo C03 thì cái cuốn sổ tay ghi chép và lời khai của Bùi Văn Dũng từ một số cá nhân thể hiện từ 26 tháng 2 2019 cho tới 12 tháng 9 năm 2022, tức là chỉ trong vòng có khoảng hơn 3 năm thôi, thì theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Dũng đã vận chuyển từ SCB và hai tòa nhà trên hoặc giao đưa cho số cá nhân là của Trương Mỹ Lan ấy, thì tổng cộng là khoảng 108.878 tỷ đồng, nghĩa là hơn 100.000 tỷ, gần 110.000 tỷ và hơn 14,7 triệu đô la Mỹ. Đó. Đó. Và rất nhiều, đúng không? Khi chưa sử dụng tiền mặt thì là sử dụng pháp nhân cá nhân để mà để nhận tiền rồi chuyển tiền từ công ty sang tài khoản của các pháp nhân khác khi cần thiết, và sử dụng các phương án chuyển tiền lòng vòng vân vân để mục đích sử dụng của Trương Mỹ Lan. Thì ở đây thì các bác thì thấy rằng là có cái sổ nhận tiền, sổ nhận tiền, và cái sổ này thì nhiều người và ngay cả của em tôi gọi là cái Death Note, tức là cái cuốn sổ này là cuốn sổ tử thần và làm hiếu rất nhiều người phải đũng ra quần. Đó. Và chính nhờ cuốn sổ này thì người ta mới xác định rằng là có số tiền là hơn 108.000 tỷ và hơn 14,7 triệu đô la Mỹ được rút khỏi. Tuy nhiên ấy, Trương Mỹ Lan đâu phải là cái người mà dễ để mà trong một cái đầu mối, đúng không? Phương thức thủ đoạn thì chắc chắn là không bao giờ dùng một cái người Dũng với cả một số người khác để nhận tiền. Nhưng chuyển tiền đi đâu thì Dũng có nắm được không? Thì xin thưa với các bác rằng là chúng ta bắt buộc phải hy vọng vào cái trí nhớ của Dũng chứ không phải là cuốn sổ này. Bởi vì khi tìm hiểu lại thì các bác có thể thấy rằng là khi tìm hiểu lại thì xin thưa với các bác rằng là không được phép, như là khi Dũng chuyển tiền thì chúng ta thấy một cái bài ở đây. Đó là cái bài mà từ hôm bắt Trương Mỹ Lan từ ngày mùng 1 à từ 21 tháng 11 năm 2023. Thì ở đây á chúng ta thấy rằng là những chiếc xe chở tiền SCB về nhà riêng của Trương Mỹ Lan ấy, thì có một cái liên quan tới cái việc mà có giấy tờ, nghĩa là có cái phần sổ tay. Thế nhưng ấy, khi mà tiền xuất khỏi nhà băng này thì chưa đưa Bùi Văn Dũng này, mà cũng rất ngắn gọn, để dùng ô tô trở về nhà riêng. Tiền sau đó thì do Dũng hoặc Trần Thị Hoàng Nguyên, trợ lý của bà Lan, chuyển đến các địa chỉ khác nhau do nữ chủ tịch chỉ đạo. Dũng và Uyên thì không được phép ghi chép lưu trữ về lai lịch địa chỉ người nhận tiền. Cho nên chúng ta chưa mừng được đâu, chúng ta kỳ vọng thôi. Tức là tiền đầu tiên thì được chuyển từ các ngân hàng, từ ngân hàng SCB rút ra, và sau đó rằng là chuyển về nhà của bà Lan hoặc là trụ sở của Vạn Thịnh Phát và để ở đó. Thế sau đó tiền có đi đâu không? Có thể là chuyển vào một số pháp nhân. Thế nhưng mà tiền sau đó cũng đi chuyển được đến một số địa chỉ khác nhau. Nhưng mà đến cái đoạn sau này, đoạn 1 thì được ghi chép để mà chuyển về. Nhưng cái đoạn 2 thì đưa cho ai? Thì tôi nghĩ rằng là chắc bà Lan, một mình bà Lan bà nắm cái danh sách đó trong cuốn sổ khác, có thể gọi là Death Note 2, thì bà có thể rằng bà nắm cái chỗ đó, hoặc là trí nhớ của bà. Còn Dũng và Uyên thì không được phép ghi chép cái này, và thuần túy chỉ là cái người vận chuyển mà thôi, không hề biết lai lịch cũng như là ghi chép lưu giữ. Đó là cái mà lái xe Dũng không được phép. Thế thì thật sự đến bước này thì chúng ta cũng chỉ hy vọng rằng là có một vài nhân vật quen mặt, bởi vì là Dũng là cái người mà chặt poster, người vận chuyển, và Uyên cũng vậy. Và 108.000 tỷ và 14,7 triệu đô la Mỹ không tự nhiên nó bốc hơi được, chắc chắn thì nó phải chuyển từ chỗ nào về chỗ kia. Bởi vì có một cái định lý thế này: tiền không tự nhiên sinh ra, nó cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác. Vậy thì sau khi rút từ SCB, nó chuyển sang tay của bà Trương Mỹ Lan, còn từ Trương Mỹ Lan thì chuyển đến chỗ nào? Thì hơn 108.000 tỷ, tức là khoảng gần 5 tỷ đô la Mỹ như vậy thì nó sẽ thuộc về ra sao? Cá nhân tôi thì vẫn nghĩ rằng là một phần số tiền thì chuyển thành những cái thùng xốp, thùng xốp giống như cho bà Đỗ Thị Nhàn ấy, chuyển thành những cái thùng xốp. Thì những cái số tiền còn lại như thế này thì bà Lan sẽ chuyển cho một vài cái nhân vật nào đó. Và rõ ràng chỉ trong vòng hơn 3 năm, số tiền là tới 5 tỷ đô la Mỹ
thì các bác có thể tưởng tượng rằng số tiền khủng khiếp. Và nếu như số tiền này là trong mục đích tham nhũng thì thật sự rằng là chúng ta có thể là giải thích cho cái câu chuyện là tại sao Trương Mỹ Lan bao nhiêu năm nay không bị làm sao cả. Đó. Và rõ ràng có nhiều người nhận được những cái lợi ích từ phía của Trương Mỹ Lan và gia tộc, từ đó để cho họ tự tung tự tác ở thành phố Hồ Chí Minh trong từng đấy cái năm trời. Và rõ ràng đây không phải là ngày 1, ngày 2. Tôi hy vọng rằng sẽ khởi tố thêm bà Trương Mỹ Lan về cái tội vụ án mới là tội đưa và nhận hối lộ. Thì bà sẽ chỉ có một việc thôi, bà cứ khai ra hết những cái người đã nhận tiền của bà, đã bảo vệ giúp đỡ, đã nhận tiền nhận lợi ích của bà trong bao nhiêu năm khi mà bà từ khi khởi nghiệp đến bây giờ, để bà cho mọi người thấy rằng là bao nhiêu con người đó. Tôi tin rằng là rất nhiều, chứ không chỉ tính cái vụ SCB này nữa. Và chúng ta làm thanh lọc hẳn một lần. Và cách làm này thì cũng là cách làm ở Trung Quốc, nó cũng làm từ lâu rồi. Khi nó bắt một quan tham về một cái vụ án thì nó truy vết cho bằng sạch trong cả quãng đời của ông, là ông đã hối lộ ai, ông lên chức kiểu gì, và những ai đã bảo kê bao che giúp đỡ ông. Rồi từ đó nó quét một hết, chứ không phải rằng là chỉ có riêng một cái vụ án, đúng không? Chúng ta phải làm như thế thì mới sạch được. Còn nếu mà chỉ tính riêng một cái vụ án thì chúng ta thấy rất nhiều, kể cả số tiền phải bồi thường lên tới hàng chục tỷ và thậm chí hàng trăm tỷ, cả trăm tỷ, nhưng mà những quan tham sẵn sàng là bồi thường ngay. Bởi vì những vụ án đó chỉ là một trong số hàng trăm phi vụ họ làm trong cả cuộc đời, đúng không? Trong cả đời. Và chúng ta muốn làm trong sạch đội ngũ thì chúng ta phải truy ra bằng cái vụ án như vậy. Và miễn là ông cứ đưa hối lộ cho ai và có cái chứng minh, dòng tiền chỉ cần nhớ ngày thôi, người ta có thể truy xuất ra được. Và lúc đó những người bảo kê bao che sẽ phải trả giá. Chứ không, chỉ cần một vài cái vụ như Trương Mỹ Lan này nữa thì chúng ta, hệ thống tài chính cũng sẽ bị sụp đổ. Chứ đừng có bác như vậy. May có bác Trọng để xử lý vụ này cho nên hệ thống tài chính còn đang đứng vững. Chứ nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì chỉ cần một vài năm nữa thôi là chúng sẽ nuốt trọn toàn bộ của cải của Việt Nam này. Cảm ơn các bác rất nhiều.